Ngày 20 tháng 12 năm 2016, một máy bay Boeing B-727 chở hàng của Aeroserker hạ cánh xuống sân bay German Olano. Chuyến bay có nguồn gốc từ Bogota, Colombia đến đây để vận chuyển hàng hóa về lại trước giờ chiều. Công tác vận chuyển hàng hóa vào trong được tiến hành ngay lập tức. Nhân viên mặt đất lấy ra 9,2 tấn hàng hóa cũ và đưa hàng mới vào bên trong máy bay. Lượng hàng mới được đựng trong 9 pallet. Tất cả không được kê khai rõ ràng ở sân bay cũng như các biên bản của phi công. Điều này nhằm qua mắt các cơ quan khi hãng hàng không muốn chở vượt tải trọng. Cơ trưởng là ông James Cantillo, 58 tuổi. Ông có kinh nghiệm 8.708 giờ bay, trong đó có 6.822 giờ bay trên B-727. Là một phi công lâu năm của hãng, ông gia nhập Aeroserker năm 1997. Cơ phó là ông Mauricio Guzman, 39 tuổi. Ông có kinh nghiệm 3.285 giờ bay. Tất cả số giờ bay của anh đều trên B-727. Anh gia nhập Aeroserker vào năm 2008. Kỹ sư bay là ông Pedro Duarte, 72 tuổi. Bắt đầu làm việc từ năm 2013, anh có 1.612 giờ bay. Ngoài ra còn có một số nhân viên kỹ thuật đi theo. Trên giấy tờ chuyến bay chỉ khai báo có 5 người, nhưng thực ra có đến 6 người trên chuyến bay này. Mọi việc đã xong, chuyến bay 157 bắt đầu khởi động để quay về Bogota. Phi hành đoàn lựa chọn góc cánh tà 30 độ. Đây là góc cánh rất lớn để cất cánh trong điều kiện bình thường. Nhưng họ biết máy bay rất nặng, nên họ phải tăng lực nâng nhiều nhất có thể khi vận tốc máy bay còn thấp. Mặc dù đã thay đổi lượng hàng hóa cũng như sân bay, nhưng phi hành đoàn vẫn sử dụng các số liệu của chuyến bay trước. Lấy tốc độ cất cánh là 150 knot. Khi tải trọng thay đổi có nghĩa là vận tốc cất cánh sẽ phải cao hơn để có đủ lực nâng. Mỗi chuyến bay phi công cần tính toán riêng, nhưng không hiểu sao họ lại lấy số liệu cũ thay vì lập kế hoạch rõ ràng. Máy bay Boeing B-727-200F mang số đăng bạ HK4544. Chiếc máy bay được sản xuất năm 1975, 41 năm tuổi. Nó được đưa vào phục vụ hành khách đến năm 1997 cho Air Jamaica và được chuyển đổi sang chở hàng và bán cho Aeroserker. Số lượng các máy bay đạt đến 41 năm khai thác là rất ít, vì điều đó rất nguy hiểm. Aeroserker là một hãng vận tải hàng hóa lớn của Colombia. Hãng hàng không này nổi tiếng bởi sự quá tải và liều lĩnh của phi hành đoàn. Những màn cất cánh của Aeroserker khiến người xem rùng mình. Những chiếc máy bay quá tải luôn chạy đến mép đường băng mới rời khỏi mặt đất. Mặc dù đã chịu nhiều khoản phạt, nhưng hãng luôn tìm ra nhiều cách để lách luật. Máy bay quay đầu 180 độ ở cuối đường băng 25 để cất cánh. Hai tuần trước, chiếc máy bay này đã chạy vượt quá đường băng 3 mét mới cất cánh được. Cơ trưởng cho ba động cơ tăng hết công suất nhưng chưa vội nhả phanh. Ông muốn cả ba động cơ phải đạt công suất cực đại trước khi chạy đà để máy bay tăng tốc nhanh nhất có thể.
băng của sân bay German Orlando chỉ dài 1.800 m, nó thuộc loại ngắn. Không thể bay lên chiếc máy bay đâm vào hai hàng rào sân bay, một cái cây và tông sập một nhà kho gần đó. Sau cú va chạm, càng phải của máy bay bị gãy, chất lỏng thủy lực bắt đầu rò rỉ. Sự cố của hệ thống thủy lực khiến càng máy bay không thu vào trong được. Một bức ảnh do người dân cung cấp cũng cho thấy cánh tả phải của máy bay cũng đã bị rách một phần rất lớn. Và đó là sự cố nguy hiểm nhất bây giờ. Phi hành đoàn lập kế hoạch quay về sân bay, nhưng họ nhận ra hệ thống thủy lực ở cánh phải đã tê liệt. Có nghĩa rằng bánh lái ở cánh phải sẽ không hoạt động, cánh phải còn bị rách một mảng lớn. Điều này khiến chênh lệch lực nâng giữa hai cánh làm máy bay nghiêng dần sang phải mà không có cách nào lấy lại thăng bằng. Động cơ số 3 bị vướng dị vật từ vụ va chạm và ngưng hoạt động. Mọi thứ như đang chống lại sự nỗ lực của phi hành đoàn. Chuyến bay Aerosucker 157 rơi xuống vùng đất cách sân bay 7,4 km và phát nổ. Chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn khiến 5 trong số 6 người thiệt mạng, bằng một cách nào đó mà một kỹ sư đã sống sót trong đống đổ nát. Nhóm điều tra tai nạn hàng không của chính phủ Colombia tiến hành điều tra vụ tai nạn. Điều tra cho thấy máy bay đã chạy quá đường băng 380 m. Các nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn là: máy bay chở quá tải 1 tấn so với trọng lượng cất cánh tối đa của nó. Cơ trưởng tính sai vận tốc cất cánh, phải là 155 knot thay vì 150 knot. Cơ trưởng kéo cần lái quá chậm so với quy định. Hậu quả, sân bay German Orlando bị cấm khai thác B-727 dưới mọi hình thức. Aerosucker bị phạt hành chính một khoản tiền lớn, đồng thời bồi thường cho gia đình các nạn nhân.